trong chẩn đoán bệnh thường trong ghi trong hồ sơ bệnh án thường ta ghi bệnh không, có thể là người ta chẩn đoán là bệnh không xem. Còn cái tên của nó là Mycobacterium lacrae, nó cùng họ với vi trùng lao, cho nên trong phác đồ điều trị bệnh phong vẫn có thuốc vi trùng lao. Nó nhiễm trùng nhưng mà nhiễm trùng mãn tính. Mãn tính là gì? Tức là nó gây bệnh âm thầm, nó không có bộc phát liền. Có người ủ bệnh đâu cả uống 5 năm hoặc là trên 10 năm, thời gian ủ bệnh rất là lâu nha. Và điều trị khỏi hoàn toàn nếu mà phát hiện sớm, chưa có biến chứng do phong gây ra. Do vi trùng thì nó sao? Do vi trùng là nó lây, nhưng mà nó rất khó lây. Có lây lý do là thời gian ủ bệnh nó kéo dài, và trong thời gian ủ bệnh đó thì nó sẽ bị tác động bởi môi trường, có thể nó bị thiệt. Cho nên là nó lây nhưng mà nó rất khó lây. Và khả năng lây lan thì tùy theo cái cơ địa của mọi người, tức là hệ thống miễn dịch của mọi người nha. Tất cả các bệnh thì hệ thống miễn dịch suy giảm là điều dễ mắc bệnh. Có được coi cái tiêu bản này không? Tiêu bản của hội chứng Hansen không có không? Tức là nó bắt màu đỏ. Con vi trùng này là bắt màu đỏ nha, nó có hình thẳng. Khi mà chưa được điều trị nó có hình thẳng, nhưng mà khi được điều trị với liệu trình mà theo phác đồ chuẩn một tháng đầu tiên thì có hình là lớn khủng. Và sao điều trị theo tùy theo thể nhiễm ít khuẩn hoặc là nhiều khuẩn, nhưng mà ít khuẩn thì điều trị 6 tháng, nhiều khuẩn thì 12 tháng, và nó sẽ giảm là cái đứt khúc nó từ từ nó sẽ qua biến luôn nha. Cái này là điều kiện sống của nó, khi mà ra khỏi cơ thể thì nó sống được 1-3 ngày. Chu trình sinh sản từ một con mà nhân lên hai con nó mất khoảng 1 tháng nha. Và chưa nuôi cái được trong môi trường nhân tạo, tức là lây từ người sang người, nhưng mà người đó muốn lây thì phải một người mà lây cho người khác thì người đó phải mắc cái bệnh phong mà thể nhiễm khuẩn mới có khả năng lây lan cho người khác nha. Mà thể phong nhiễm khuẩn đó là chưa được điều trị nha. Còn đã được điều trị trong một tháng đầu tiên thì khả năng lây lan đã mất. Nó rất là nhạy với cái liệu trình điều trị của pháp đồ điều trị của lao á, là có rifampicin á, trong pháp đồ có rifampicin á, và nó rất là nhạy với con mạng có cái thuốc này. Đây yếu tố quyết định sự lây lan đó là có sự tiếp xúc lâu dài qua sức đề kháng của cơ thể, nên nó là một bệnh lây nhưng mà rất khó lây ha. Phải có tiếp xúc lâu dài và phải tiếp xúc với người mà thể nhiều khuẩn. Thì sao mình chẩn đoán được nhiều khuẩn với ít khuẩn thì chút nữa sẽ có bảng phân loại theo WHO, theo tiêu chuẩn của WHO nha. Về phương thức lây truyền thì lây truyền qua đường hô hấp. Trước đây người ta nói bệnh phong á, phong mùi á là do di truyền, nhưng mà không phải, nó là do lây truyền. Lây truyền và do tiếp xúc qua đường hô hấp, cho nên là những người sống trong nhà có tiếp xúc trực tiếp thì dễ bị. Cho nên là theo thống kê người ta nói là mẹ bị rồi con bị, là do di truyền. Nhưng mà sau này là bác bỏ cái quan điểm đó nha, tức là do tiếp xúc lâu dài trong cùng một gia đình. Khả năng lây lan giữa vợ chồng thì chỉ có 2-5%, nhiều không, nên là nó rất là khó lây nha. Rồi yếu tố thuận lợi để lây bệnh thì lúc nào cũng hệ thống miễn dịch xuất gần lâu dài, và tùy theo nhóm bệnh, tức là nhóm nhiễm khuẩn mới khả năng lây lan cao. Và điều kiện sống thì điều kiện sống chật hẹp, thiếu vệ sinh, đông đúc gì đó thì nó là yếu tố thuận lợi để lây bệnh phong. Về triệu chứng lâm sàng ở bệnh phong là chủ yếu nhất là biểu hiện ngoài da và thần kinh. Da thì sao? Trên vùng da là có thay đổi màu sắc hồng hoặc là tăng sắc tố, hoặc là màu hồng hoặc là giảm sắc tố, nhưng mà trên cái sự thay đổi đó nó có mất cảm giác, có tê vị, nó đụng vô không biết, đó là dấu hiệu đặc trưng nhất của bệnh phong. Và kèm theo dấu hiệu của da đó là thần kinh ngoại biên sưng to đau và nhạy cảm. Hai dấu hiệu này đủ để chẩn đoán một bệnh phong, bệnh nhân phong, tức là tổn thương da, mất cảm giác kèm theo dây thần kinh to đau, dây thần kinh ngoại biên nha. Và thường có mấy dây thần kinh ngoại biên bệnh phong vi trùng phong hay tấn công đó là dây thần kinh cổ thông, dây thần kinh trụ, dây thần kinh phong theo ngoài và dây thần kinh giữa nha. Tức là những cái thần kinh này nó nằm ở nông và con vi trùng này dễ tấn công. Lý do con vi trùng tấn công thần kinh nông là sao? Tức là con này nó không chịu được nhiệt độ cao.
càng vô sâu thì nhiệt độ nó càng cao đúng không? Đó là lý do mà khi mà lấy bệnh phong, mà để xét nghiệm bệnh phong á, người ta lấy ở đây nè, ở dưới giấy tay và ngay tổn thương da. Dưới tay là chỗ này là nhiệt độ. Con vi trùng phong nó mặc ái, nó thích gì với nhiệt độ thấp. Và con mấy cái dây thần kinh phong thì nó dẫn dẫn phong vô và nó gây viêm dây thần kinh. Thay đổi màu sắc kèm bất cảm giác và có thể là rụng lông hoặc là giảm tiết mồ hôi ở vùng da đó nha. Sưng to đau mẹ cảm hoặc là viêm đại cái dây thần kinh ngoại biên. Giống bệnh gì các bạn? Nóng da giống nha. Nhưng mà nó cũng giống như có một nước rìa sơn thương đúng không? Trung tâm cũng có xu hướng làm. Nó là mất cảm giác. Không, nó là có tính cách khô. Có thể có rất quậy nhẹ nhưng mà đụng vô bệnh nhân không có biết. Mình thử cảm giác là mình thử vùng da thường trước. Dùng một miếng giấy mỏng thôi. Mình cho bệnh nhân nhắm mắt lại, mình vạch chỗ này là bệnh nhân sẽ còn cảm giác biết. Và sau đó mình thử vô vùng bệnh. Tổn thương cũng mảng hậu ban giới hạn rõ nhưng mà tính chất hơi nhô lên cao và mọc da chút xíu. Và lúc nào cũng kẹt theo là có cảm giác có vùng da tổn thương. Xảy ra bất kỳ vùng da nào trên cơ thể nha. Nơi tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh phong. Nãy giờ mình đang nói bệnh phong chùi nha. Dân gian mình cứ nói bệnh phong là ngứa. Nhưng mà có một thể phong là phong tê á, là phong chùi á. Này tổn thương da. Rối loạn đặc biệt, rối loạn là màu sắc da và mất cảm giác kèm theo tổn thương thần kinh, lúc nào cũng bị đôi hết nha. Xét nghiệm trực khuẩn phong dương tính. Câu này ghi chú thêm là trường hợp pH tức là cái xét nghiệm kháng sen đó là âm tính cũng chưa loại trừ bệnh phong. Vì ở phong ít khuẩn thì vi trùng nó không có ra ngoài, có thể là có nhờ phải sinh tiết dây thần kinh nha. Và ngược lại, một tổn thương da, chỉ một tổn thương da thôi, nó thuộc thể phong ít khuẩn nha. Trên nhưng mà khi mà xét nghiệm trên da nó có dương tính thì sẽ là chẩn đoán là nhiễm khuẩn thôi. Cái bệnh này qua mình biết rồi nha. Giác giảm sắc tố nhưng mà cái vùng da đó nó trắng, lâu trắng hoặc là cũng là giới hạn rõ. Nhưng mà trên bệnh nhân này cũng không có mất cảm giác. Có thay đổi màu sắc da nhưng mà không có cảm giác nha. Là bệnh bạch biến hôm qua mình có nói rồi, mình có nhìn rồi nha. Một cái bệnh mà dễ nhầm cũng là giác thay đổi màu sắc da, mà giác cà phê sữa hoặc là giác giảm sắc tố gặp trong bệnh lăng quen á. Nhưng mà bệnh này sao chấp chích thì đổ mồ hôi và khi mà mình đảo có hiện tượng dâm bào á, tức là nó có sự sườn nhẹ nhẹ và điều trị thăng nấm là hết hoặc là potato là nó hết. Một cái bệnh nữa là nến. Này chống bệnh là phải dạng sẩn nha, da mai dạng sẩn, dạng giác sẩn. Quẩy nến thì về mặt có trắng quẩy và nó không bị mất cảm giác thì dễ. Này nấm da. Nấm da thì có ngứa, lúc nào cũng có ngứa và có tiến triển mụn nước ly tâm. Còn bệnh phong ít khi có mụn nước và mất cảm giác. Này u hạt vọc cũng dễ nhầm với bệnh phong nhưng mà trong cái vùng da này không mất cảm giác, nó cũng không ngứa, không đau, tức là đụng, tức là không có mất cảm giác thôi, nó vẫn là không ngứa luôn. Cái này phân theo cái hai ngày thì để chẩn đoán cái thể, còn của mình là chẩn đoán theo khu, tức là thể giống ít khuẩn và giống nhiều khuẩn, nên dựa vào tổn thương da và tổn thương dây thần kinh. Từ 2 đến 5 phân thương đó là trở lên đó, là thể nhiễm khuẩn, dưới 2 phân thương là thể ít khuẩn. Mình chỉ học cái bảng này nè để chẩn đoán bệnh phong, phân ra hai nhóm, tức là nhóm ít khuẩn và nhóm nhiễm khuẩn. Nhóm ít khuẩn thì dựa vào phân thương da ha, là có từ 5 phân thương trở xuống, còn này là trên 5 phân thương, kèm theo nhiều dây thần kinh, còn này là chỉ một dây thần kinh. Những trường hợp chỉ có một sân thương da nhưng mà tổn thương hai dây thần kinh trở lên vẫn xếp ra là giống như khuẩn để mình đánh giá khả năng lây lan cho người thân hoặc là trong cộng đồng nha.
Cũng có những trường hợp là chỉ có một hoặc hai tổn thương da nhưng mà xét nghiệm trực khuẩn dương tính thì vẫn là xếp vô. Cũng dựa vào thương tổn da với lại dây thần kinh nha. Cái này sơ đồ để những đứa trẻ muốn chẩn đoán cho mình thôi. Cái này bác sĩ gia đình, bác sĩ chuyên khoa đang chẩn đoán. Cái này là cái phác đồ điều trị bệnh xong để nhiều khuẩn là nó có quy định màu luôn. Và một chỉ này uống một tháng. Cái liều đầu tiên là cái hàng ở trên đây. Và dần hoặc bệnh nhân uống theo mũi tên nha. Từ ngày 1 đến ngày 28. Giống thuốc gì các bạn? Chính thai hoặc thuốc viên áp. Giờ nó đã dấu sẵn ha. Và bệnh nhân cứ canh. Tới hết tháng là bệnh nhân đi lãnh thuốc một chỉ này. Và khi uống có những tác dụng phụ của rifampicin đó là gì? Dụng cụ là sạm da, thức tiểu đỏ này, hoặc là phải tầm soát cái men gan, cái dùng có thể gây tăng men gan. Liệu trình cho phát đồ nhiều khuẩn là 12 tháng, ít khuẩn là 6 tháng. Nha. Thầy tham khảo thêm. Đây thì để dành cho những người đang quản lý chương trình cho biết nha. Ví dụ như bệnh nhân ít khuẩn thì phải các người tiếp xúc, nhiều khuẩn không các người tiếp xúc và giám sát. Ít khuẩn thì 3 năm, nhiều khuẩn thì 5 năm. Giám sát để coi nó có biến chứng gì trong quá trình điều trị không nha.